Xin chào tất cả các bạn. Thì mình là thầy Duy Handsome. Rất vui được gặp lại các bạn. Và hôm nay Duy chia sẻ về một cái đề tài có thể nói là được nhiều người rất là quan tâm. Mà sau 2 ngày Duy trải nghiệm cuộc sống thực dưỡng, hòa nhập với thiên nhiên ở Hòn Sơn hay đảo Lý Sơn của Kiên Giang, thì Duy có thời gian để mà tư duy và suy nghĩ về một cái vấn đề rất là quan trọng trong xã hội hiện nay mà ai ai nhà nhà tất cả đều quan tâm, đó là tiền. Nói về đồng tiền, và cái thứ hai là cho con, tức là chúng ta lao tâm khổ tứ đi kiếm tiền, lo cho con có cái học, có cái bằng, có cái công việc cũng để kiếm tiền, và nhà nhà kinh doanh làm việc cũng để kiếm tiền. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là đồng tiền nó là một thứ rất là quan trọng của cuộc sống, có thể được mua được tất cả. Và nhiều người quan niệm là tiền có thể được mua được hầu như là tất cả mọi thứ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái tư duy, cái suy nghĩ của mình về đồng tiền, để cho các bạn có một cái cơ sở để các bạn tham khảo tiền có phải thực sự là quan trọng nhất hay không. Và cái thứ hai là cho con. Chúng ta ai ai cũng có gia đình, chúng ta tạo ra những đứa con, và chúng ta cho chúng cái gì? Chúng ta cho chúng một căn nhà đẹp, chúng ta cho chúng một cái cơ sở kinh doanh, chúng ta cho chúng một sự nghiệp, chúng ta cho chúng một đống tiền, để mong rằng con mình có một cái cuộc sống thật là sung sướng. Thì điều đó có thực sự là đúng hay không? Thì hai cái vấn đề lớn hôm nay chia sẻ. Thì cái vấn đề lớn thứ nhất nó về tiền. Thì nhiều người nói là tiền có thể mua được rất là nhiều thứ. Bởi vì chúng ta đang sống trong cái xã hội hiện nay, đó là xã hội kinh tế thị trường. Thì quả thật là đồng tiền nó là một cái phương tiện để thuận tiện cho mọi người trong việc giao dịch. Thậm chí là giao dịch thông qua thẻ tín dụng nữa. Dùng tiền giống như là tiền tín dụng ở nước ngoài thì rất phổ biến. Thì hầu như chúng ta có một cái nghề nghiệp ổn định, có thu nhập, chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua được mọi thứ, hoặc chúng ta có thể mua trả góp và trả chậm từ từ. Tiền có thể mua được mọi thứ. Nhưng các bạn suy nghĩ như thế này. Nếu các bạn có rất là nhiều tiền, các bạn có thể mua được sức khỏe của mình hay không? Các bạn có thể mua được sự phục vụ của một bác sĩ, trở thành bác sĩ gia đình của mình. Người đó hết lòng chăm lo cho bản thân mình, những người thân khi bị bệnh. Các bạn có thể dùng tiền để mua rất là nhiều thuốc, thuốc ngoại nhập, các loại thuốc rất là tốt trên thế giới. Các bạn có thể dùng tiền để mua được những thức ăn ngon để bồi bổ, nghĩ rằng mình có sức khỏe tốt. Các bạn có thể dùng tiền để mua được tất cả những cái thứ mà tốt nhất thế giới, ví dụ như là nhân sâm, yến xào, vân vân. Khi chúng ta bệnh, chúng ta ăn, chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ qua được cái nguy kịch. Nghĩa là chúng ta nghĩ tiền có thể mua được sức khỏe. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ kỹ đi. Khi chúng ta có những cái căn bệnh mà chúng ta bồi bổ, chúng ta uống thuốc, chúng ta có thể mua được sự phục vụ tận tình của bác sĩ. Nhưng có nhiều người tỷ phú, họ vẫn phải ra đi. Họ để lại một khối tài sản khổng lồ. Nhất là họ mắc bệnh nan y. Mình lấy ví dụ như là Steve Jobs là một tỷ phú thế giới, cái người đã sáng lập ra cái hãng Apple rất là nổi tiếng, và ông ta chết vì bệnh ung thư tụy. Đó là một ví dụ, và các bạn có thể tìm nhiều ví dụ nữa. Thì các bạn hãy suy nghĩ đi, tiền có thể mua được thuốc, có thể mua được bác sĩ, có mệt, mua được sự phục vụ của bác sĩ, mua được tất thuốc, để mua được nhiều thứ, nhưng mà trong nhiều trường hợp không thể mua được sức khỏe của bạn. Đó là sức khỏe. Mà các bạn biết là sức khỏe là một cái vốn quý của con người. Con người sống trên thế giới này mà không có sức khỏe thì hầu như là con người không thể làm được cái gì cả. Và khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta muốn làm được rất là nhiều thứ, mơ ước rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi không có sức khỏe thì chúng ta chỉ mơ ước là miễn sao chúng ta có sức khỏe mà thôi. Thì nếu mà nói về cái mặt thứ hai của đồng tiền, tiền có thể mua được một cái thứ nữa hay không, đó là trí tuệ. Thì mình khẳng định luôn, tiền không mua được trí tuệ đâu các bạn. Các bạn có tiền, các bạn có thể mua được
một khóa học, có thể mua được một ông thầy về dạy riêng cho mình, có thể mua được rất là nhiều sách, có thể mua được thậm chí các bạn có thể xây dựng lên cả một cái trường học, các bạn có thể mua được tiện nghi mọi thứ, nhưng các bạn không thể mua được trí tuệ. Rõ ràng là rất là nhiều phụ huynh, nhiều cha mẹ giàu có muốn cho con học giỏi, học để có kiến thức, nhưng đứa con nó không chịu học, nó không có đủ năng lực tư duy để nó học, nó không có cái sự kiên trì để học thì nó cũng không có thực trí tuệ. Mua rất nhiều sách nhưng nó không đọc, nó cũng không thể khai thác hết những cái kiến thức ở trong sách. Các bạn có thể mua cho nó một laptop kết nối internet, nhưng thay vì lên nghiên cứu, lên đọc, lên tra cứu Google, search, YouTube để học, thì con bạn đến lên internet để chơi game cũng không thể mua được trí tuệ. Có thể mời thầy đến nhà để giảng dạy cho con mình, nhưng không thể mua được kiến thức của ông thầy nếu con của bạn không chịu học, không chịu tiếp thu. Vậy thì tiền không thể mua được trí tuệ. Và rõ ràng rất nhiều người có tiền, họ đầu tư đâu là thất bại đó, bởi vì họ không có cái kiến thức trong kinh doanh, hay nói là trí tuệ trong việc làm ăn. Bạn cho con bạn thật là nhiều tiền, nhưng chưa chắc nó có thể sử dụng đồng tiền đó để tổ chức ra một cái cuộc sống tốt đẹp cho bản thân nó, một gia đình hạnh phúc. Và thậm chí nó có thể dùng đồng tiền đó để nó ăn chơi, để thậm chí là phá hoại xã hội này, rồi phá hoại bản thân nó, phá hoại sức khỏe của nó. Cho nên nếu bạn suy nghĩ đi, nếu tiền là quan trọng thì tiền lại không thể mua được hai thứ cực kỳ quan trọng khác, đó là sức khỏe và trí tuệ. Nếu chúng ta có sức khỏe và trí tuệ thì hầu như chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ. Thì cái điều này mình chứng minh đơn giản thôi. Có rất là nhiều người giàu có, tức là họ tạo ra tiền rất là nhiều, những tỷ phú thế giới, và đa phần tỷ phú thế giới lại là những người tay trắng làm nên. Các bạn suy nghĩ đi, sức khỏe và tiền. Đất nước Nhật Bản, một đất nước vô cùng khó khăn, không có tài nguyên gì cả, nhưng người ta chỉ có một cái định hướng phát triển đúng đắn. Có những con người biết vượt khó, có những con người biết học tập, biết vươn lên, người ta xây dựng thành một cái cường quốc. Vậy thì người ta chỉ có sức khỏe và trí tuệ thôi. Rồi các bạn có thể suy nghĩ nhiều cái tấm gương khác, nhiều trường hợp khác. Chỉ cần có sức khỏe và trí tuệ thì người ta có thể mua được tất cả mọi thứ khác. Mình nói là có sức khỏe và trí tuệ, các bạn có thể mua được nhiều thứ hơn khi các bạn có thật nhiều tiền. Có sức khỏe, trí tuệ, các bạn có thể làm ra tiền. Và có thể nói tiền là một cái hệ quả tất yếu của những người có sức khỏe và trí tuệ nếu họ muốn làm ra tiền. Nhưng ngược lại, tiền không thể mua được sức khỏe và trí tuệ. Các bạn biết là trên thế giới này thì chỉ có khoảng 1% những người mà, nói về tiền nha, có 1% những người mà thực sự giàu có, và họ nắm trong tay của họ trên 90% tài sản của thế giới. Các bạn nghiên cứu về điều này thì các bạn thấy là sức khỏe và trí tuệ nó quan trọng như thế nào. Mà các bạn tìm hiểu về đất nước Israel, là một đất nước phát triển từ một cái sa mạc khô cằn, nhưng mà người ta lại từ một sa mạc mà người ta có thể phát triển một cái nền nông nghiệp kỹ thuật cao hiện đại, trồng tất cả các loại cây hầu như đều có năng suất và chất lượng sản phẩm rất tốt và đi xuất khẩu toàn thế giới. Thậm chí họ có thể nuôi cá trên sa mạc. Họ biến đất nước họ thành một cái kho sách. Họ biến đất nước họ thành một đất nước mà tất cả người dân đều tôn trọng một cái thứ, một cái giá trị, đó là trí tuệ. Người ta không tôn trọng những người có nhiều tiền, người ta tôn trọng trí tuệ. Và chính người Do Thái tôn trọng trí tuệ đó, nên họ đọc rất là nhiều sách, 64 quyển năm. Và họ đọc rất là nhiều sách như vậy, cho nên họ trở thành những người thông minh nhất thế giới. Họ xây dựng một đất nước như mơ. Và hiện nay họ xuất khẩu nông nghiệp kỹ thuật cao ra các nước trên thế giới. Và nếu nói tiền của thế giới tập trung về nước Mỹ, thì tiền của nước Mỹ nằm trong tay người Do Thái. Các bạn có thể nghiên cứu và đọc nhiều bài viết, nhiều sách nói về người Do Thái. Có một quyển sách duy rất là tâm đắc, đó là Quốc gia khởi nghiệp, nói về đất nước Israel. Từ một đất nước mà phải ly tán, mà phải đối đầu với nạn diệt chủng,
Hiện nay họ đã xây dựng đất nước Israel với thủ đô là Jerusalem, mà vừa rồi Donald Trump đã công nhận là thủ đô của nước Israel. Thì các bạn hiểu, các bạn nghiên cứu đi, là tại sao các bạn thấy là tại sao người Mỹ họ rất là tôn trọng người Do Thái, mà hầu như trên thế giới ai cũng tôn trọng người Do Thái. Ở châu Á thì tôn trọng người Nhật Bản, người phương Tây thì chỉ ở châu Á họ tôn trọng nhất là những người Nhật Bản, tôn trọng một đất nước phát triển và một nền văn hóa, một đất nước văn minh thực sự. Thì tất cả đều được xây dựng trên cơ sở là sức khỏe và trí tuệ thôi các bạn. Mình đưa một ví dụ nữa về một đất nước mình, là một đất nước phong kiến, thì các bạn thấy ngày xưa các vị vua ngày xưa họ không thiếu lương y đâu, họ không thiếu những cái người mà gọi là những cái người mà giỏi, thầy thuốc giỏi đó, mình quên gọi là dùng cái từ gì, những cái thầy thuốc rất là giỏi để mà chuyên chăm sóc sức khỏe cho vua. Vua thì không thiếu món ngon vật lạ, nhưng mà tại sao vua có những người, cũng có những ông vua sống trong vài năm là qua đời, giỏi lắm, nhưng trong thời bình thì những ông vua sống khoảng 5 năm, 10 năm trở lại. Các bạn đọc lịch sử các bạn biết, thức ăn rất là tốt, cái gì cũng có, có người thầy thuốc giỏi kế bên, nhưng mà tuổi thọ lại rất là ngắn. Thì các bạn thấy là tiền không thể mua được sức khỏe và trí tuệ, nhưng trí tuệ và có sức khỏe và có trí tuệ, các bạn sẽ muốn làm được nhiều thứ, và trong đó các bạn có thể tạo ra tiền. Có thể nói trí tuệ và sức khỏe, ai mà có sở hữu cái này thì người đó sẽ sở hữu một cái máy in tiền và một cái máy in những ý tưởng và những giấc mơ, một điều tuyệt vời như vậy. Trở lại thì tiền không mua được sức khỏe, tiền không mua được trí tuệ, vậy thì làm sao để có sức khỏe và trí tuệ? Thì đầu tiên mình sẽ phân tích yếu tố là về sức khỏe đi. Thì các bạn thấy là sức khỏe của chúng ta đó, từ đâu ra? Để có một sức khỏe tốt thì chắc chắn là chúng ta phải có một cái sức đề kháng trong cơ thể tốt. Bởi vì sao? Bởi vì có một sức đề kháng tốt thì chúng ta mới chống chọi lại tất cả những cái bệnh tật, tất cả những cái mầm bệnh xung quanh chúng ta. Một hít thở của chúng ta thôi, hàng tỷ vi khuẩn nó bay vào phổi, và chúng ta không có sức đề kháng chống lại thì chúng ta dễ dàng bị bệnh phổi. Trong miệng chúng ta thôi, trên một inch vuông răng có 32 triệu vi khuẩn, một ắc xì hơi thôi các bạn biết bao nhiêu vi khuẩn trong đó. Chúng ta không có một sức khỏe tốt thì vi khuẩn sẽ tấn công trong miệng chúng ta. Mắt của chúng ta thôi, chớp liên tục, nước mắt chống lại vi khuẩn, sức đề kháng không tốt, chúng ta sẽ bị viêm mắt, nhiễm mắt. Trong đường ruột của chúng ta có hàng tỷ tỷ vi khuẩn trong đó, sống cộng sinh. Nếu sức khỏe chúng ta yếu, nó sẽ tấn công ngược lại chúng ta. Trong máu của chúng ta, trong tất cả trên da của chúng ta, vô vàng những cái vi khuẩn. Tất nhiên mắt thường chúng ta không nhìn thấy đâu, chúng ta gọi với kính hiển vi chúng ta thấy. Vậy thì chúng ta có sức khỏe, chúng ta để có sức khỏe, đầu tiên chúng ta phải có sức đề kháng thật tốt. Và các bạn thấy là khi chúng ta bệnh, chúng ta uống thuốc, thực ra thuốc chỉ là hỗ trợ cho chúng ta phần nào đó để giảm cái gánh nặng cho cái khả năng đề kháng chúng ta thôi, hỗ trợ. Chúng ta không có sức đề kháng, chúng ta uống thuốc chúng ta cũng không hết bệnh. Ví dụ chúng ta bị nhiễm bệnh S chẳng hạn, HIV/AIDS ở thời kỳ cuối, chúng ta những cái bệnh cơ hội nó sẽ giết chết chúng ta, viêm loét tiêu chảy giết chết chúng ta, uống thuốc lúc đó không có tác dụng nữa. Thì các bạn thấy thuốc chỉ là sự hỗ trợ cho sức đề kháng thôi. Và bác sĩ cũng vậy, bác sĩ là cái người mà hiểu biết về sinh lý cơ thể, họ biết cái loại thuốc nào tốt cho cơ thể với cái bệnh đó như vậy. Cho nên một người có sức đề kháng thật sự tốt thì hầu như người đó không có bệnh. Ở đây nói không bệnh chứ không nói tai nạn nha, tai nạn là vấn đề khác. Không bệnh. Mà một người không bệnh thì có thể nói là sức khỏe đã là một cái điều được nhiều người mơ ước rồi. Mình chưa nói ở đây sức khỏe là không bệnh có nghĩa là sức khỏe. Rồi đầu tiên sức đề kháng tốt. Mà sức đề kháng tốt ở đâu ra? Sức đề kháng tốt thì các cơ quan nội tạng trong cơ thể các bạn nó phải hoạt động một cách nhịp nhàng thống nhất với nhau. Não tập trung điều khiển các bộ phận. Các bộ phận cơ thể, tim thì làm việc, tim và hệ tim mạch thì đưa máu đi lưu thông khắp cơ thể, bạch huyết lưu thông khắp cơ thể, dạ dày, đường ruột thì đảm bảo việc tiêu hóa, vân vân. Tức là các cơ quan nội tạng trong cơ thể hoạt động một cách nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Tất cả
các cơ quan đó đều khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả thì chúng ta có sức đề kháng tốt. Mà các cơ quan đó để hoạt động một cách nhịp nhàng, hiệu quả và mạnh khỏe thì các bạn biết là những cái viên gạch cấu tạo nên cơ thể chúng ta là tế bào. Thì tế bào trong cơ thể cấu tạo nên những cơ quan đó phải là những tế bào khỏe mạnh. Mà những tế bào mà muốn khỏe mạnh thì sao? Thì nó phải được nuôi dưỡng bằng một cái nguồn dinh dưỡng tốt và cái nguồn dưỡng khí tốt. Tất nhiên còn những yếu tố khác nữa, nhưng mà nói hai yếu tố quan trọng thôi, đó là nguồn dưỡng khí. Mà dưỡng khí ở đâu ra? Dưỡng khí chính là quá trình trao đổi khí tại phổi. Một hít thở của phổi thôi, chúng ta mang oxy vào, hồng cầu mang oxy đến từng tế bào. Tim khỏe mới vận chuyển hồng cầu tốt được đến từng tế bào. Rồi tế bào thải ra CO2 trao đổi chất và những cái chất độc, khí độc thải ra khỏi phổi. Rồi các bạn thấy là gì? Vậy thì một cái tế bào mà khỏe mạnh thì nó phải được nuôi dưỡng bởi nguồn dưỡng khí tốt, một cái nguồn dinh dưỡng tốt. Mà dinh dưỡng ở đâu ra? Dinh dưỡng thì các bạn thấy là chúng ta ăn, từ cái ăn. Vậy thì nếu mà những tế bào là những viên gạch của cơ thể thì những gì mà chúng ta ăn vào trong hệ tiêu hóa của chúng ta, vào bao tử của chúng ta, vào đường ruột của chúng ta để hấp thụ vào máu, để đi chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, để nuôi dưỡng tế bào. Thì các bạn thấy là nó phải là một cái nguồn thức ăn phù hợp với con người, nguồn thức ăn tốt. Vậy có bao giờ các bạn đặt một cái câu hỏi là nguồn thức ăn thực sự lý tưởng của con người là gì chưa? Nguồn thức ăn thực sự là thượng đẳng của con người là thức ăn gì chưa? Chúng ta có đang ăn những thức ăn mà phù hợp với cơ thể của con người chưa? Để chúng ta có được một cái sức khỏe lý tưởng, một sức khỏe tốt hay chưa? Như có chia sẻ là gì? Một cái người có sức khỏe tốt thì thường biểu hiện qua 6 đặc điểm. Trong cái video trước Duy có chia sẻ đó. Đó là, Duy đi kể sơ ra nè. Là cái người đó làm việc không biết mệt mỏi, có sức dẻo dai. Ăn rất là ngon, ngủ rất là dễ dàng. Ăn ngủ được là tiên. Rồi, có một cái trí nhớ tốt. Cho nên có một cái cuộc sống nhớ những cái chuyện của quá khứ, những cái chuyện mọi thứ, cho nên có một cái đời sống tinh thần tốt. Rồi có cái khả năng là có trí nhớ tốt, cho nên cái khả năng học tập tốt, khả năng tư duy tốt, làm việc chính xác, cái khả năng linh cảm của các bạn, khả năng phán đoán của các bạn tốt. Rồi đầu óc của các bạn minh mẫn, các bạn có thời gian các bạn suy nghĩ tư duy về rất nhiều thứ, thì đó mới là một người có sức khỏe. Chứ không phải sức khỏe chỉ đơn thuần là không bệnh. Không bệnh không phải là sức khỏe, mà không bệnh và thỏa mãn được 6 cái điều mà Duy vừa kể là một người có sức khỏe tốt. Thì khi thân thể chúng ta có sức khỏe tốt như vậy thì hóa ra cũng là từ cái việc chúng ta ăn mà ra. Cho nên người ta mới có cái câu là gì? Răng môi là cuốc mã đào mồ chôn mình. Nếu mình ăn thức ăn không có đúng, mình ăn nhiều quá, gây quá tải cơ thể, mình ăn những thức ăn mà gây độc cho cơ thể, thì một ngày nào đó chúng ta phải trả giá bằng chính cái mạng sống của mình. Cho nên răng môi là cuốc mã đào mồ cho mình. Vạ từ miệng mà ra, mà đưa vào. Bệnh tật mọi thứ là từ cái miệng mà đưa vào. Cho nên để có sức khỏe thì các bạn hãy nghiên cứu chúng ta thức ăn phù hợp cho con người, thức ăn phù hợp cho chúng ta là gì. Thì để nghiên cứu đó thì Duy đã tư duy với nghiên cứu về rất là sâu, tư duy rất là nhiều thời gian, bỏ nhiều thời gian nghiên cứu về thực dưỡng. Thì các bạn nên nghiên cứu về thực dưỡng, và thực dưỡng Osawa. Các bạn lên mạng các bạn có thể tra thông tin là thầy Thích Tuệ Hải cũng nói về thực dưỡng Osawa, chia sẻ những kiến thức rất là hay. Và Duy có chia sẻ quyển sách đó để các bạn đọc là Minh Triết trong ăn uống của Phương Đông, của tác giả Ngô Đức Vượng. Thì các bạn nên đọc. Để thay vì các bạn dùng tiền không mua sức khỏe không được, thì các bạn chỉ cần có kiến thức về sức khỏe, ăn uống như thế nào cho phù hợp là các bạn đã có sức khỏe rồi. Các bạn không bệnh tật, các bạn không phải nhờ đến bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bạn, không nhờ đến thuốc men, không phụ thuộc vào thuốc men. Ăn uống thực ra rất là đơn giản và đảm bảo, miễn phù hợp với quy luật của vũ trụ, của thiên nhiên là các bạn có sức khỏe tốt. Và cái vấn đề thứ hai là trí tuệ ở đâu ra? Thì ai cũng biết rồi, để có trí tuệ thì các bạn phải đọc nhiều sách, các bạn phải đến trường, các bạn học, các bạn phải học từ những ông thầy, những người bạn, học từ những cái người, thậm chí là những mối quan hệ, những người mà xa lạ, không quen biết. Chúng ta học từ những cái trải nghiệm,
chúng ta ví dụ hôm nay Duy đi, Duy đi 2-3 ngày ở Hòn Sơn để Duy, Duy trải nghiệm cái cuộc sống. À, Duy trải nghiệm thì Duy sẽ học hỏi được nhiều thứ. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. À, vân vân. Và thậm chí bây giờ có internet, các bạn có thể lên internet, các bạn học từ YouTube, học từ Google. À, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết lên tra Google, các bạn biết hết. Google là giáo sư hay lắm, kiến thức ổng nhớ nhiều lắm, lên đó tra. Quan trọng là các bạn đọc, các bạn có tư duy được hay không. Vậy thì sách vở, trường học, thầy cô, bạn bè, vân 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 vân, tất cả những cái đó chỉ là cái nguồn nguyên liệu, chỉ là cái công cụ để các bạn tư duy mà thôi. Để có trí tuệ các bạn phải tư duy. Tư duy thì phải cần có chất liệu, thì chất liệu mình vừa kể. Và có chất liệu, có tư duy, nếu các bạn sở hữu được cái khả năng tư duy, mài dũa cái năng lực tư duy của mình, đặc biệt là các bạn có được cái năng lực tư duy độc lập, tư duy phản biện, tư duy đột phá trong việc suy nghĩ, thì trên những cơ sở phương tiện sách vở thầy cô đó thì các bạn sẽ phát sinh ra trí tuệ. Nhưng vấn đề là đâu phải cơ thể các bạn để yên cho các bạn ngồi tư duy đâu. Nếu các bạn bệnh tật, nếu các bạn không khỏe, cái đầu của bạn không thể sáng được, không thể ổn được, bạn không thể ngồi tư duy được. Chúng ta biết, tất cả đều biết là gì, bộ não của chúng ta là một cái khối vật chất nó vô cùng tinh vi, phức tạp, quý giá, bởi vì nó là cơ sở của tất cả mọi cái quá trình tư duy, mọi quá trình tri thức, kiến thức phát sinh từ bộ não, trí tuệ phát sinh từ bộ não. Vậy thì bộ não chúng ta phải khỏe, cơ thể của chúng ta phải ổn định, phải dẻo dai, phải có sức khỏe tốt thì chúng ta mới có thời gian chúng ta ngồi, chúng ta định tâm, chúng ta tư duy. Bởi vì bộ não là cái phần không thể tách rời khỏi cơ thể. Vậy thì hóa ra sức khỏe của cơ thể tốt lại hỗ trợ tốt cho quá trình tư duy của não bộ. Vậy các bạn thấy sức khỏe hóa ra là gì? Cái quá trình tư duy của não bộ, quá trình học tập của chúng ta, quá trình chúng ta phát sinh trí tuệ thì lại bắt nguồn từ phải có sức khỏe. Mà sức khỏe lại bắt nguồn từ cái việc ăn. Vậy thì hóa ra cái chuyện chúng ta ăn gì, chúng ta ăn như thế nào, chúng ta sinh hoạt ra làm sao, nó quyết định đến cái sức khỏe và cái năng lực trí tuệ của chúng ta. Ai cũng biết là sức khỏe và trí tuệ quan trọng. Vậy thì chúng ta, tại sao chúng ta không bỏ chút thời gian để chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề ăn uống như thế nào để chúng ta có được một sức khỏe tốt và một cái tư duy, phải nói là phát triển, một tư duy đột phá, một cái trí tuệ thật là minh mẫn, sáng suốt, một cái trí tuệ đột phá hơn người. Đó là cái điều mà Duy muốn chia sẻ. Vậy thì đến đây, phân tích đến đây, Duy có thể khẳng định một điều. Nếu có những thứ không mua được bằng tiền thì các bạn có thể mua được bằng nhiều tiền. Nếu không thể mua được bằng nhiều tiền, các bạn có thể mua được bằng rất rất nhiều tiền. Nhưng có những thứ không thể mua được bằng rất rất nhiều tiền thì chỉ có thể mua được bằng sức khỏe và trí tuệ mà thôi. Cho nên sức khỏe và trí tuệ mới thực sự là vốn quý của con người, là tài sản của quốc gia, là tài sản của cái quả địa cầu này. Nếu quả địa cầu này sở hữu những con người có sức khỏe tốt, có trí tuệ tốt thì hòa bình sẽ đến với thế giới. Con người sẽ biết cách sống hòa thuận với nhau, không có chiến tranh. Con người biết chia sẻ, biết giúp đỡ lẫn nhau. Đó là vấn đề mình nói về tư duy và trí tuệ. Vậy thì quay về vấn đề, cái vấn đề lớn thứ hai là cho con. Nghĩa là mình là cha mẹ thì mình nên cho con cái gì? Thì ai là cha mẹ cũng muốn cho con những điều quý giá nhất. Những cái gì mà quý giá nhất của mình đều cho hết. Thậm chí cả hy sinh cả tính mạng, hy sinh cả cuộc đời của mình, hy sinh đời bố để củng cố đời con, cho con tất cả. Vậy thì các bạn biết được là sức khỏe và trí tuệ là hai thứ vốn quý của con người. Mà sức khỏe và trí tuệ là hai thứ vốn quý, vậy thì mình cho con là mình cho cái sức khỏe và trí tuệ. Mà các bạn biết sức khỏe và trí tuệ lại không thể dùng tiền để mua được. Tức nghĩa là bạn muốn con bạn có sức khỏe, muốn con bạn có trí tuệ thì các bạn không thể dùng tiền để mua sức khỏe cho chúng, không thể dùng tiền để mua trí tuệ cho chúng. Vậy chúng ta phải cho con mình sức khỏe và trí tuệ bằng cách gì? Bằng cách là chúng ta hãy bỏ thời gian, bỏ công sức để chúng ta dạy dỗ con của mình làm thế nào để có một sức khỏe. Tức là ăn gì, ăn như thế nào, ăn ra làm sao, sinh hoạt, cách sống, lối sống như thế nào để có một sức khỏe. Và chúng ta phải có thời gian để chúng ta
chia sẻ cho con mình biết trí tuệ nó quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của mỗi chúng ta, mỗi con người chúng ta. Một con người có sức khỏe và trí tuệ sẽ dễ dàng trở thành một con người tự do. Sự tự do ở đây là gì? Sự tự do ở đây là mình phải hiểu là sự tự do của cá nhân mình mà không xâm phạm đến tự do của người khác. Và trong cái quyền hai tự do, quyền tự do cơ bản nhất của con người đó là tự do về tư tưởng, tức là tự do trong cách suy nghĩ. Chúng ta muốn suy nghĩ gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta muốn tưởng tượng, chúng ta mơ ước gì chúng ta mơ ước, đó là tự do trong tư tưởng. Chúng ta có cái quyền tự do nữa là tự do chọn lựa, nghĩa là chúng ta có quyền ra những quyết định, những lựa chọn cho bản thân mình. Chúng ta sống như thế nào, sống ở đâu, chúng ta làm gì, hoài bão lý tưởng chúng ta làm gì, chúng ta theo đuổi mục đích gì. Đó là tự do lựa chọn. Nhưng tự do lựa chọn phải đặt trên cái nền tảng là dám chịu trách nhiệm trước những cái quyết định, những lựa chọn của mình. Chúng ta cho con, cho con sức khỏe và trí tuệ các bạn. Rồi trở thành con người tự do khi có sức khỏe và trí tuệ rồi. Có sức khỏe và trí tuệ, các bạn còn có thể trở thành một con người tự tại. Tự tại nghĩa là sao? Sức khỏe, có sức khỏe và trí tuệ, các bạn hiểu được sự vận hành của vũ trụ như thế nào, các bạn hiểu được thiên nhiên hoạt động như thế nào, hiểu được đất mẹ hoạt động như thế nào, vũ trụ này các quy luật tự nhiên nó hoạt động vận hành như thế nào, các quy luật kinh tế, các quy luật xã hội, các quy luật thị trường, vân 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 vân, cũng nằm dưới sự vận hành của những quy luật vũ trụ mà thôi. Các bạn hiểu được, các bạn có trí tuệ hiểu được những quy luật này, thì các bạn có hiểu biết thì các bạn không sợ hãi, các bạn không lo sợ rủi ro, các bạn không lo sợ. Một con người có hiểu biết thì tự nhiên nó tạo ra một cái sự điềm tĩnh cho bản thân trong mọi trường hợp. Các bạn sống như vậy, sống không sợ hãi, không lo lắng, không bị ràng buộc với tất cả những cái thứ khác. Khi các bạn hiểu được những quy luật vận hành của vũ trụ thì lúc đó các bạn sẽ trở thành một con người tự tại, vì là tự do và tự tại. Sức khỏe và trí tuệ, tự do tự tại. Và các bạn có sức khỏe thì các bạn sống một cái cuộc đời không bệnh tật, là một cuộc đời lợi lạc vô cùng. Lợi lạc vô cùng khi chúng ta không có bệnh tật. Lợi lạc vô cùng khi chúng ta biết cách ăn để có sức khỏe. Ăn gì? Ăn đạm bạc thôi các bạn. Ăn thực dưỡng, ăn rất đạm bạc nhưng mà có sức khỏe. Rồi các bạn có trí tuệ, các bạn muốn làm gì các bạn làm. Các bạn có được tự do tự tại, các bạn muốn làm gì làm, thực hiện những hoài bão, những mơ ước cho mình. Cho nên theo Duy nghĩ thì cho con thì hãy cho con sức khỏe và trí tuệ, hay nói khác hơn, cho con có cái kiến thức về như thế nào để có một sức khỏe tốt, có một kiến thức về như thế nào để có một cái trí tuệ. Có kiến thức, có sức khỏe và trí tuệ, các bạn sẽ mua được mọi thứ, các bạn sẽ có một cuộc sống mơ ước. Cho nên cho con điều đó, đừng cho con tiền. Nhiều người nghĩ rằng hy sinh để bố củng cố đời con, cho con một cái khối tài sản rất là lớn, cho con tiền rất là lớn, nhiều. Nhưng mà các bạn thấy nè, các bạn cho con tiền, các bạn đâu có thể cho chúng được những trải nghiệm. Các bạn đâu có thể cho chúng được cái cảm nhận một con người tự do như thế nào, cảm nhận một con người có sức khỏe là như thế nào, cảm nhận được một con người tự tại là như thế nào, cảm nhận được một con người có tự do ra quyết định và tự do chịu trách nhiệm như thế nào, cảm nhận một con người sống có lý tưởng là như thế nào, cảm nhận được một con người sống vì cái xã hội này là như thế nào, sống cho những cái mục tiêu cao đẹp. Bởi vì con người sống trên thế giới này không phải là tồn tại thôi. Nhiều người nghĩ là sống là tồn tại, không phải, tồn tại không có phải là sống. Có những người chỉ cố gắng là chỉ tồn tại như một cục thịt dư của xã hội, chẳng có mang lợi ích gì xã hội cả. Sống phụ thuộc vào, thậm chí là phụ thuộc vào người khác. Đó. Cho nên các bạn sống không phụ thuộc vào người khác, các bạn tự do tự tại, cuộc sống lý tưởng như mơ, đó là cuộc sống đáng sống của con người. Sống nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Các bạn biết sống như vậy chưa? Có những người là gì, bỏ ra cả đời để chuẩn bị sống. Họ bỏ ra cả đời để đi làm lao tâm khổ tứ vì đồng tiền, đến già thì bệnh tật, sống trong một ngôi nhà rất là to nhưng sức khỏe thì suy yếu, không mua được sức khỏe và họ ra đi. Cuộc đời đó là cuộc đời, không phải là cuộc đời sống, chỉ chuẩn bị sống và chuẩn bị quá kỹ. Cho nên đừng cho con ngôi nhà, đừng cho con tiền nhiều, mà hãy cho chúng có một cái tư duy làm sao để có sức khỏe và trí tuệ. Có được tư duy đó, chúng sẽ trở thành một con người tự do. Và chúng trở thành một con người độc lập, tự do rồi thì chúng sẽ đi thực hiện những hoài bão mơ ước của mình. Thì Duy tạm thời chia cái thế giới này ra, có những cái con người là đơn giản sống chỉ để tồn tại. Và trong sống chỉ tồn tại thì sống tồn tại mà phụ thuộc người khác, không có độc lập, không có tự lập.
Cái dạng thứ hai là sống chỉ để tồn tại mà độc lập được. Cái dạng thứ ba là sống độc lập và sống một cuộc đời đáng sống. Và dạng thứ tư là sống một cuộc đời đáng sống mà cuộc đời đó bất tử. Cuộc đời bất tử là cuộc đời như thế nào? Cuộc đời bất tử là một cái cuộc đời sống để thay đổi thế giới, sống để mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới, sống để biết chia sẻ với nhiều người, với đồng loại, biết chia sẻ nỗi đau, biết chia sẻ tất cả những gì mình có, từ vật chất, từ ý tưởng, từ suy nghĩ, từ tất tần tật mọi thứ, để làm cho cộng đồng xung quanh của mình ai cũng trở nên tốt đẹp hơn, xã hội văn minh hơn. Và các bạn làm cho thế giới tốt đẹp hơn thì các bạn trở thành bất tử. Lấy ví dụ như Mark Zuckerberg thay đổi, tạo ra Facebook, thay đổi cách con người tư duy, mình trao đổi với nhau qua Facebook này các bạn, thì thay đổi cách con người liên hệ với nhau thì trở thành con người bất tử. Hoặc là ở nước ta có Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của đất nước. Mặc dù phải trải qua những cái khó khăn gian khổ, đất nước chúng ta trải qua chiến tranh bi thảm, nhưng mà cuối cùng cũng giành được độc lập. Chưa nữa, bao nhiêu anh hùng trước đó, Lý Thường Kiệt nè, Quang Trung, Nguyễn Huệ nè, Hai Bà Trưng nè, vân vân, những người đó là những người bất tử. Còn lịch sử, sử sách còn ghi, cả ngàn năm vẫn còn ghi lại. Hoặc là các bạn thấy là Donald Trump, tổng thống Mỹ hiện tại, một người tỷ phú, họ muốn gì mà không được, nhưng họ lại muốn là gì, trở thành con người bất tử, trở thành con người thay đổi thế giới bằng cách trở thành tổng thống của nước Mỹ, để chứng minh được cho các bạn thấy là một con người muốn làm một cái điều gì đó đều làm được. Và họ làm đó không phải là vì danh, vì lợi đâu, mà họ làm vì muốn thay đổi thế giới, trở thành thế giới tốt đẹp hơn. Thì ngoài ra thì cha mẹ còn có thể cho con bằng một cái cách là các bạn hãy giúp đỡ xã hội, những người xung quanh đi. Thay vì cho con thật là nhiều thứ về vật chất, các bạn hãy giúp đỡ xã hội, giúp đỡ người xung quanh. Bởi vì sao? Bởi vì con của bạn sống là một tế bào của xã hội, một gia đình, tương lai của xã hội. Mà cái sống một cái tế bào lành mạnh, một tế bào muốn phát triển thì cái xã hội nó phải lành mạnh để phát triển theo. Vậy thì các bạn giúp cho con mình có sức khỏe và có được trí tuệ, thì tại sao các bạn không giúp được nhiều người trong xã hội này cũng có được sức khỏe và trí tuệ, để con bạn có một cái môi trường sống phát triển trong tương lai, một môi trường sống tốt đẹp trong tương lai. Các bạn thấy đó, nhiều người, nhiều bạn là bỏ Việt Nam ra đi đến các nước phát triển, thì thực ra họ đứng đi tìm một cái môi trường sống tốt thôi. Vậy tại sao trong đất nước Việt Nam này, những phụ huynh chúng ta không dành thời gian để chúng ta cho đi những giá trị cho xã hội, để chi? Đó là cái cách gián tiếp chúng ta cho con mình có được một cái xã hội tốt đẹp, một xã hội mơ ước, một xã hội văn minh, một xã hội phát triển, mà chúng sẽ là một tế bào trong đó, để tương lai chúng sống trong một cái xã hội đáng sống, một xã hội tốt đẹp. Vậy thì chúng ta hãy chia sẻ đi. Chúng ta hãy chia sẻ kiến thức nè. Chúng ta hãy chia sẻ cái vốn sống của mình, chia sẻ kinh nghiệm của mình, chia sẻ tất cả những gì mình có. Có vật chất, chia sẻ vật chất. Có lời khuyên, chia sẻ lời khuyên. Để chúng ta xây dựng cái xã hội hoàn toàn tốt đẹp hơn. Vậy thì gia đình nào cũng làm được như vậy. Cha mẹ nào cũng biết cách tư duy cho con như vậy, biết cách giúp đỡ xã hội như vậy, thì chắc chắn rằng con của bạn, cuộc đời con của bạn, tương lai nó sẽ phát triển. Các bạn không cần để nhiều tiền cho nó đâu. Nó có tư duy và trí tuệ rồi, nó sẽ làm được tất cả mọi thứ. Tiền là chuyện nhỏ, nhà là chuyện nhỏ, tất cả mọi thứ. Quan trọng là chúng có một cuộc sống đáng mơ ước, cuộc sống đáng sống, sống không chuẩn bị sống, mà sống thực sự là sống. Đó là cái điều mà Duy trải nghiệm và Duy chia sẻ thật lòng với tất cả mọi người, tất cả phụ huynh, tất cả các em học sinh, tất cả các bạn. Mong rằng những điều mà Duy chia sẻ sẽ giúp cho các bạn cởi mở được cái tư duy, cái cách nghĩ, có một cái điểm tựa trong việc tư duy, có một cái nguồn tham khảo trong cái việc tư duy và chọn cái cách sống, cái lối sống cho mình, và biết đâu là giá trị thật của một con người, và cho các bạn thấy là việc ăn uống nó quan trọng như thế nào đến cuộc đời của chúng ta. Có thể nói ăn uống nó quyết định cái số phận của một con người, nó quyết định cuộc đời, tuổi thọ, sức khỏe và những giá trị khác của chúng ta. Cho nên các bạn hãy có thời gian, hãy dành thời gian để đọc sách, để nghiên cứu về vấn đề ăn uống, về thực dưỡng mà Duy đang theo đuổi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.